Xin chào quý anh chị và các bạn. Rất là vui được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay Phước Sửu sẽ cập nhật mới nhất hình ảnh của hai tòa nhà The Sun Tower và Grand Marina Sài Gòn, hai dự án thuộc chủ đầu tư Masterize Home. Và đầu tiên đó là dự án The Sun Tower với 55 tầng nổi và 5 tầng hầm. Hiện tại thì tòa nhà The Sun Tower đang rất là đồ sộ luôn cả nhà ha, được lắp kính rất là đẹp nè, sang trọng hiện đại. Và những cái công trình như mọi người đang thấy thì đang lắp kính lên đến tầng 27 của tòa nhà rồi. The Sun Tower đây là một tòa nhà đang được mong chờ nhất của tại dự án gần quận 1 hay cả nhà. Và với một cái kiến trúc và rất là độc đáo luôn, hy vọng sẽ sớm hoàn thành và đạt tiến độ như mong đợi, và dự kiến cất nóc vào quý 1 2024. Phía bên dưới là tòa nhà The Sun Tower thì kết nối với là một cái ga tàu ngầm của Metro Bến Thành Suối Tiên, và dự kiến là tháng 7 2024 thì tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên này sẽ đưa vào hoạt động, và rất là nhiều cái tiện ích. Và nơi đây thì có nhiều cái khoảng trống giữa hai cái tòa nhà là The Sun Tower và Grand Marina Sài Gòn, là một cái phân khu Grand Marina. Hiện tại thì sẽ sớm thi công và trở thành một cái cụm dự án chỗ này khá rộng rãi luôn. Và tiếp theo là phân khu số 2 của Grand Marina đã lắp kính thần tốc luôn rồi. Và ngày hôm nay thì lắp kính đến tầng 42 tòa nhà thấp nhất, hiện tại đã thi công lên đến tầng 45 rồi cả nhà. Còn tòa nhà khâu và tòa nhà C thì đã cất nóc. Ngoài ra khu vực sông của Grand Marina Sài Gòn thì The Sun là có một cái bến du thuyền khá đẹp luôn. Nơi đây là một cái công viên bờ sông gần ngay trung tâm quận 1 sẽ là được triển khai. Và nhất là tại quận 1 này luôn. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi kênh cập nhật về những cái tiến độ mới nhất của những cái dự án mà Masterize Home đang triển khai tại cung đường Nguyễn Hữu Cảnh sát quận 1. Cần nhiều thông tin hơn về dự án thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu nha. Phước Sửu luôn đồng hành review cập nhật những tiến độ mới nhất của dự án để cho quý anh chị nhận định nơi đâu là một nơi đầu tư an cư lạc nghiệp và sinh lời bền vững nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.